Những năm gần đây, du lịch Thanh Hóa tăng trưởng tích cực cả về lượng và chất, ngày càng khẳng định được vị trí thương hiệu. Đây được xem là cơ hội mở ra cánh cửa để các khu điểm trên địa bàn tỉnh tiếp cận đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế. Năm 2024, Thanh Hóa tiếp tục tập trung vào giải pháp mở rộng liên kết với các thị trường trong nước để quảng bá và thu hút du khách. Vào tháng 4 năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề Một hành trình, nhiều trải nghiệm. Đây cũng là năm thứ 3 bốn tỉnh phối hợp khai thác các tour du lịch liên kết, góp phần định vị thương hiệu và thu hút khách du lịch. Cũng trong trung tuần tháng 4 năm 2024, tại Bắc Giang, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình xúc tiến kết nối du lịch Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng mở rộng. Thanh Hóa là một cái địa phương mà có thể tiếp cận được bằng đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Và với những cái tiềm năng lợi thế về kể cả tài nguyên về tự nhiên, tài nguyên về văn hóa và các cái di sản trên địa bàn một mảnh đất địa linh nhân kiệt, thì khi mà chúng ta quảng bá được những cái nét đẹp đó, những cái giá trị đó đối với khách du lịch của khu đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là ở Thanh Hóa thì còn có những cái sản phẩm ở khu vực miền núi xa xôi, và đặc biệt là cái du lịch nghỉ dưỡng ở biển mà rất là phong phú đa dạng, thì tôi cho rằng là rất phù hợp với cái đồng bằng sông Hồng. Cái việc mà xúc tiến quảng bá của Thanh Hóa, du lịch Thanh Hóa tại cái đối với 12 cái địa phương của vùng đồng bằng sông Hồng mở rộng này là một cái hướng đi rất là đúng và rất là phù hợp. Tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch, tiếp cận thị trường mục tiêu, tập trung vào các thị trường ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Qua đó không chỉ quảng bá sâu rộng hình ảnh du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa mà còn là hoạt động thiết thực cho chiến lược phát triển du lịch. Về lĩnh vực du lịch, tỉnh Thanh Hóa đang là một cái thế mạnh chúng ta không thể không quan tâm, và chúng ta đã có nhiều cái liên kết phát triển du lịch giữa Thanh Hóa với các tỉnh trong cả nước, và đặc biệt là chúng ta có nhiều cái tổ chức xúc tiến thương mại dịch vụ du lịch ở những cái tỉnh thành phố, và đã mang lại kết quả rất tốt đẹp. Chúng ta có khách hai chiều, tức là chúng ta quảng bá hình ảnh Thanh Hóa, chúng ta thế mạnh Thanh Hóa, đồng thời chúng ta sẽ thu hút được lượng khách đến với Thanh Hóa chúng ta, và chúng ta cũng đã nâng cao được hạ tầng du lịch để chúng ta phát triển đồng bộ trong vấn đề đưa khách đến Thanh Hóa. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến liên kết trong phát triển du lịch, trong đó tập trung giới thiệu, quảng bá các sản phẩm mới cũng như các sản phẩm cũ nhưng được làm mới, chất lượng cao như nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng núi, du lịch mai, du lịch cộng đồng. Từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác từ phía các doanh nghiệp cũng như kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển các chuỗi sản phẩm liên vùng, đặc trưng, hấp dẫn với các địa phương trong cả nước.